Ta là một thư sinh, biết sợ lương tâm là gì? Sao có thể nói dối chứ? Người có học giỏi nhất nói dối, làm giả, ngồi bút viết ra. Cái gì mà không dám viết, cái gì mà không làm giả? Thời buổi này, nếu như tin vào những người có học có khác nào tin vào việc heo nái biết leo cây đâu. Sao có thể sử dụng người có học như vậy? Đạo Khổng mạnh vốn là... được rồi, mau nhận tội đi. Tội không đâu. Sao có thể nhận? Không nhận, bọn ta không nhận. Quả nhiên là bọn du dân. Người đâu? Truyền nhân chứng. Truyền nhân chứng. Nhân chứng, có cả nhân chứng nữa sao? Nhìn kìa, tiểu nhân bái kiến Quyền Thái Gia đại nhân. Đứng dậy đi. Nói rõ xem tình hình hôm nay như thế nào. Tối qua lão gia nhà tiểu nhân đã mở tiệc thiết đãi Quyền Thái Gia đại nhân, một lòng đưa ra sự cống hiến lớn nhất cho bổn quyền, quả là đáng kính đáng kính. Mở to mắt mà ăn nói sằng bậy. Đúng đó, không biết từ đâu đến một nhóm không phải người bản địa, tự ý xông vào nhà dân, còn làm ra vẻ là bọn thầy mo muốn thừa nước đục phải không, lấy trộm tài sản. Nhìn là biết ba người này không có ý tốt. Đúng, nói hay lắm, tiếp tục nói. Mọi người nghe cho kỹ đi. Ông, nói bậy. Đột nhiên bọn chúng rút ra một con đao lớn, kề sát cổ của Quyền Thái Gia. Quyền đại gia không hổ danh là đại anh hùng, không hề sợ hãi, quay lưng đi là có thể áp chế bọn chúng. Sợ đến nỗi tè bậy luôn thì có. Nhưng mà bọn xấu này quả thật rất hung hãn, là dám ra tay với Quyền Thái lão gia kính yêu của chúng ta. Mọi người sao có thể buông tay? Khẩn xin Quyền Thái gia xử phạt nặng, để bình công phẫn nộ của dân chúng, ăn nói sằng bậy. Quyền Thái gia, chuyện này quả thật thiên lý bất dung. Quyền Thái gia, hãy về ba tánh trong huyện, ngài nhất định phải bảo trọng sức khỏe của mình. Đồ nịnh hót. Được, các ngươi lui xuống. Dạ. Đồ nịnh hót. Xem ra bổn quyền muốn giúp các ngươi cũng không giúp được. Kéo ra ngoài chợ, trảm ngay tại chỗ. Cái gì? Không được, Quyền Thái gia, không được. Nhưng mà ta sẽ để các người được toàn thây, để thể hiện sự rộng lượng của ta. Cái này không được, ta không phục, không phục. Người đâu? Kéo xuống dưới. Dạ. Không thể nào. Không được. Đại nhân à, quan quá. Cứu mạng với. Ta không phục, ta không phục. Bãi đường. Đại nhân, quan ức quá. Quyền Thái gia, đau hại lưu nhân. Vì Thiên Tiêu, vì Thiên Tiêu. Cập đệ. Sao vậy? Đừng nóng ruột, mọi người sẽ nghĩ cách. Nhất định phải cứu được họ, nhất định phải cứu được họ. Quyền Thái gia, ngài đến rồi à? Hôm nay lại phải làm lo liệu chuyện rắc rối của các người. Dạ phải, dạ phải. Ân tình đại nhân, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngài xem, hôm nay tiểu nhân mang rất nhiều huynh đệ đến, để mắt công ba tên này là trốn thoát. Ngài yên tâm, ngài yên tâm. Quyền Thái gia, sức khỏe của ngài không được khỏe sao? Thì hôm qua bị mấy tên tặc tử đó làm cho sợ khiếp, đến giờ lòng người của ta vẫn còn đau nhói. Quyền Thái gia, ngài cầm đi. Huynh đệ với nhau còn phải làm vậy sao? Nào nào nào, tịnh dưỡng sức khỏe, chút tâm ý thôi mà. Không được giết, không được giết. Bá tánh đều đang giúp chúng ta. Cảnh tượng ngày hôm nay, bá tánh không ai chịu giúp chúng ta. Cảnh tượng khó xem thật đó. Cái này hãy yên tâm. Qua đây. Không được giết, không được giết, không được giết, không được giết, không được giết. Muốn giết thì giết, muốn chặt thì chặt, còn gì phải làm mấy cái trò này chứ. Trời ạ, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ chết dưới đoạn đầu đài này. Cuộc đời quả là nhiều thế sự khó lường. Mẹ, hãy tha thứ sự bất hiếu của con. Trần Tam Lục, xem ra chúng ta khó mà thoát khỏi cái chết. Các nhân thiên tướng, hiền đệ, đệ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. La Thúc, Tam Lục, hại hai người chịu khổ rồi. Thiếu gia, ngộ nhỡ hôm nay không qua được ải này, hãy tha thứ cho La Thúc, không kịp thời cứu cậu thoát hiểm. Tam Lục,
Chết không đáng tiếc, chỉ là phụ lòng với niềm hy vọng của mẹ. Ngay cả việc con cháu đầy đàn cũng chưa làm được. Ta mới quen đây. Là nam không phải là nam, là nữ không phải là nữ. Mẹ ta nói huynh âm hồn không tan, nên ta cứ bám theo huynh. Đồ mọt sách nói cho huynh nghe nhé, vì huynh mà ta đã liều cả mạng đó. Ta biết, đều tại tên thổ phỉ lão đại đó, hồ đồ quá mức. Hiền đệ, ta có thể bảo đảm đây là một nam tử hán đường đường chính chính. Trần Tam Lục, cặp đệ đã chết tới nơi rồi, mà nói sự thật cho Tam Lục nghe đi. Trần Tam Lục, ta nói cho huynh nghe nha, ta thật ra ta là Điêu Dân, Lôi Cặp Đệ, Trần Tam Lục, La Thành, ba người là người của Trấn Quan Hỷ, vốn không phải dân lành tại trấn, nay lại chạy đến bổn huyện bổn thôn trộm giặc cướp bóc, không gì không làm, bắt cóc quan viên triều đình. Không phải đâu, thật sự tội lớn tày trời, thiên lý bất dung. Ngươi nói bậy, bọn thuộc vị các ngươi làm bao nhiêu điều ác, chết không toàn thây. Thượng hình, cặp đệ, cặp đệ, cặp đệ, để ta qua đó, để ta qua đó ngay. Trời ơi, ông mở to mắt mà nhìn đi, người làm quan bất nhân, dân chúng làm sao mà sống được. Thiếu gia, là lão có lỗi với cậu, là ta có lỗi với mẹ của cậu. Mẹ, mẹ, Tam Lục không cách nào họ Lưu được nữa. Mẹ, xin hãy tha thứ cho sự bất hiếu của Tam Lục. Đồ mọt sách, cho đến chết huynh vẫn không nhận ra ta là một cô nương. Cho đến chết ta cũng không cam lòng. Thiếu gia, cặp đệ, cặp đệ, họ bị quan đó. Căn cứ vào luật pháp của bổn triều, ba người phạm rất nhiều tội, chỉ có mỗi tội chết, không được chống án. Quan quá, quan quá. Cặp đệ không được chết, cặp đệ con mà chết mẹ cũng không sống tiếp được nữa. Quyền thái gia, quyền thái gia, bọn bắt cóc là ta, ông giết lầm người rồi. Người mà ông cần giết là ta. Lùi xuống, lùi xuống hết cho ta. Vì Thiên Tiêu, đừng vậy mà, tên cẩu quan, nếu như còn làm sát người vô tội, người sẽ có báo ứng đó. Người mau thả họ ra, mau thả họ ra. Ta không chờ được nữa, lại dám ta gan tại trời, buông lời ngông cuồng. Theo ta, chặt đầu của bà xuống trước. Người đâu, bắt bảy lại cho ta. Muốn bắt thì bắt ta này, đồ cẩu quan. Vì Thiên Tiêu, mẹ, Thiên Tiêu, buông ta ra, buông vì Thiên Tiêu ra. Bổn quan từng gặp cầu tiền cầu quan, chưa ai cầu chết cả. Người đâu, bắt hết bọn điên này lại cho ta. Dạ, mẹ, thả ta ra. La Thúc, buông ta ra, buông bọn ta ra, không được giết. Buông ra, không được giết, không được giết cặp đệ của ta. Buông ta ra, buông họ ra, buông họ ra, không được giết họ, không được giết họ. Đao Hạ Lưu Nhân, Dương Yên, ngươi chính là huyện quan của bổn huyện Châu Kim Quy. Ngươi là ai, lại dám gọi thẳng tên của bổn huyện? Nhìn thấy lệnh bài của dân trung tướng quân, còn không mau quỳ xuống. Nghe rõ đây, ta chính là con gái của dân trung tướng quân, tên Dân Yên. Dân là tiểu thư đại giá quan lâm, bổn quan không kịp nghênh đón, mong tha tội nhiều. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết.
Châu Kim Quy, bây giờ ông làm vậy đã quá muộn rồi. Ta đã mời cha ta thưởng tấu triều đình. Trần Tâm Lục, Lô Cập Đệ, La Thành đều là những người bạn cùng ta đi về phương Bắc. Ông một không nhân chứng, hai không vật chứng, đã vu khống họ cấu kết thổ phiện, còn phán tội chết cho họ. Thả người, thả người, thả người. Không được thả, không được thả. Tốt quá rồi, tốt quá, tốt quá rồi. Cặp đệ, cặp đệ, lão La, mẹ ơi. Cặp đệ, lão La không sao rồi. Nè, đi đâu vậy? Cặp đệ, chạy đi đâu hả? Qua đây, qua đây, qua đây. Quỳ xuống, quỳ xuống. Thế nào? Hôm nay xem được vở kịch hay rồi nhỉ? Cô nãy nãy, ta sai rồi. Ta có mắt không trồng. Đánh hay lắm. Ta có mắt không trồng. Ta không phải người. Tha cho ta nhé. Cô nãy nãy, muốn ta thả người ra, dễ thôi. Nãy nãy, cô nói sao thì làm vậy. Chỉ cần ta có thể làm được là được. Thì ra hắn là đầu hối sao? Trả lại đây tóc, tóc giả của ta. Trả lại đây. Bây giờ ngươi có gọi ta là Thiên Dương lão tử cũng vô dụng thôi. Các vị hương thân phụ lão, tên đầu lĩnh thổ phỉ này làm biết bao nhiêu đội ác. Chắc chắn trong lòng mọi người đã tích tụ không ít quán khí. Hôm nay chính là cơ hội tốt để mọi người báo thù. Mỗi một người trên cái đầu bóng lượng của hắn bắn một tiếng vang dội. Nào nào nào, mau lên đây đi. Đánh, đánh, đánh. Đừng mà, đừng mà, tha cho ta đi mà. Đánh, đánh, đánh hay lắm. Đánh hay lắm. Bắn đi, bắn đi. Bắn. Cặp đệ, đừng giận nữa được không? Cô là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao dám giận cô chứ? Miệng thì nói không giận, nhưng nãy giờ từ pháp trường về đây lại chẳng chịu chính diện nhìn ta. Cô là Thiên Kim tiểu thư, ta là gì chứ? Ta là đồ khốn, đồ vô lại. Trước kia không biết thân phận tôn quý của cô, cho nên không biết sống chết, không biết lớn nhỏ, ăn nói bậy bạ. Sau này ta phải xém thô xa. Sớm tôi đốt ba nén nhang đa tạ ơn cứu mạng của cô. Còn mấy cái khác ta thấy bỏ qua đi. Cặp đệ, ta thật lòng xem mọi người là bạn tốt đó. Ta thật sự không có ý muốn lừa gạt mọi người. Đừng có đau lòng, ta không biết phải làm thế nào để an ủi Thiên Kim tiểu thư. Lôi Hiền đệ, chúng ta đều nhận ân cứu mạng của Dân Yên cô nương. Tuy rằng lừa gạt trái phải lễ nghĩa, nhưng mà lời nói dối thiện ý chúng ta cũng nên hiểu mà. Trần Tam Lục, đây là chuyện của ta và Dân Yên, đừng nhúng tay vào. Tam Lục, cô nói ít vài câu đi. Ta và cặp đệ đích thực có mối giao tình sâu đậm, giữa hai chúng ta vốn không nên che giấu điều gì. Đích thực thân phận của Dân Yên cô nương làm ta hết cả hồn. Nhưng mà ai lại không có nỗi khổ không thể nói ra kia chứ? Đúng vậy, ta có. Vậy còn huynh, huynh có không? Có không? Cặp đệ, đừng giận ta nữa mà. Vậy ta hỏi cô một câu, ngoài việc cô là con gái của tướng quân, cô còn bí mật gì giấu ta nữa không? Ta Lôi Hiền đệ, để đừng có ức người quá đáng. Đàn ông thối câm miệng lại. Cặp đệ, cô có còn nhớ cha mẹ ta đã ban hôn cho ta từ lúc ta còn trong bụng mẹ không? Nhớ chứ. Cô nói người đàn ông đó phong lưu thành tính, cô bỏ nhà ra đi chính là muốn trốn tránh hôn sự đó. Đúng vậy. Nhân vật nam chính của sự việc đó chính là Cao Phúc Soái. Dân cô nương, cô có hôn ước với Cao huynh sao? Nhưng mà Cao huynh nói người vợ chưa cưới của huynh ấy xấu xí vô cùng. Còn cô, đúng vậy đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Người mà cô sẽ gả là Cao Phúc Soái sao? Câu ngon nói đó là ý gì? Hữu duyên bao xa cũng gặp được,
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ta và huynh cho dù mặt đối mặt cũng không tương phùng được. Thà tội nói thẳng của tại hạ, ta có một chuyện không hiểu lắm. Cứ việc nói thẳng, đã là bằng hữu sống chết của nhau rồi, vốn nên thẳng thắn với nhau. Lúc nãy Lôi hiền đệ mệnh lệnh ta đàn ông thối tâm miệng lại, ta không hiểu. Không lẽ Lôi hiền đệ không phải đàn ông? Tam lục trước giờ vẫn luôn làm theo một nguyên tắc: điều gì mình không muốn đừng làm cho người. Nếu như có người phê bình Tam lục rất giống con trai, Tam lục nhất định sẽ cảm thấy không vui. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Lôi hiền đệ để lộ tư thế của con gái, ta liền cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được cười nhạo hiền đệ, cũng không được vì vậy mà coi thường khí phách anh hùng của hiền đệ. Được rồi, được rồi, dừng đi. Quả thật là mong hồi sao, mong mặt trăng mới mong được ngày huynh hiểu ra được. Câu hỏi cuối của huynh vừa nói là gì vậy? Huynh nói lại lần nữa đi. Ta nói, Dương Yên cô nương, có phải ta đã hỏi nhầm câu hỏi gì rồi không? Trần Tam Lục, ta nhớ ra rồi, tiếng hát lúc nãy của hiền đệ, ta hiểu rồi, ta sẽ không hỏi nhiều nữa. Nhớ ra cái gì vậy? Cái gì mà không cần phải hỏi nữa? Tiếng gầm thét của hiền đệ không phải là khí mà người đàn ông bình thường có được, cho nên ta hiểu hiền đệ không phải đàn ông. Trời ạ, quả là viên đá biết gật đầu. Mặt trời mọc ra từ hướng tây rồi. Nói chuẩn xác hơn, Lôi hiền đệ không phải là người đàn ông bình thường. Tự cỏ thánh hiền cô đơn nhiều, nhưng mà dưới ngoại hình ngang ngạnh của hiền đệ có được sự tu dưỡng siêu phàm. Chỉ có võ tòng Lý Quy trong Thủy Hử mới có thể đưa ra so sánh. Phàm phu tục tử như ta không thể nào hiểu nổi. Trần Tam Lục à, Trần Tam Lục, quả là một tên mọt sách. Ta nói thẳng luôn nha, thật ra Lôi cặp đệ chính là con gái. Nhìn lại mình đi, đọc nhiều sách như vậy rồi còn có thể nói ra quá trời đạo lý, ta thật sự phục rồi đó. Thật đó. Cao huynh, huynh nói cái gì? Lôi cặp đệ là con gái. Không giống sao? Giống sao? Lôi hiền đệ sao có thể là con gái được? Cặp đệ, cặp đệ. Trần Tam Lục, đánh đòn cảnh cáo làm người tỉnh ngộ. Tỉnh chưa vậy? Cao huynh, hiện giờ đầu ta toàn là câu hỏi. Hãy cho phép ta suy nghĩ lại. Có gì đâu mà suy nghĩ. Rất đơn giản, cô gái của ta từ người xấu xí trở nên thần tiên, còn cô gái của cậu từ hiền đệ trở thành hiền muội. Hai đàn ông chúng ta đều bị gõ kiến gõ mù mắt rồi. Cao huynh, chuyện này phải bắt đầu từ đâu đây? Có lẽ phải bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên khi hai người gặp nhau. Gặp nhau. Ánh mắt đầu tiên. Mọi người qua đây xem nào, qua đây xem nào. Đưa lại cho ta, đưa lại đây, đưa đây. Sau đó, Trần Tam Lục, hai người có bí mật gì không nói cho ta nghe sao? Không có, không có. Cao huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi, ta về phòng trước đây. Nè, tên mọt sách này. Đúng là mọt sách mà. Vậy không lẽ người mà mình đụng không phải hiền đệ, là hiền muội? Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ,
Tiểu huynh đệ, mau tỉnh lại đi. Thỏ được chân mấp máy, thỏ cái mắt mê tơi, cặp thỏ song song chạy. Nhận ra ta được cái mới tài. Hiền đệ, đừng trách tôi làm huynh này. Huynh thật sự không thể phân biệt được. Lão là thối này làm cái quái gì vậy? Kêu người ta ra ăn cơm lại chẳng thấy ai xuất hiện. Dì Thiên Thiên, tiệc ăn mừng này ngoài dì ra không ai nuốt trôi được. Chẳng phải cậu họ Cao sao? Trời có sập xuống vẫn còn có cậu chống đỡ, ai nuốt không trôi chứ? Huống hồ gì bây giờ trời có sập xuống đâu. Trên đầu mỗi một người đều có một bầu trời. Bầu trời của người ta sập xuống, Cao Phúc Soái này làm sao mà đỡ chứ? Lão La, sao chỉ có mình Tam Lục vậy? Còn cặp đệ và Dân Yên đâu rồi? Ta không thấy hai người đó. Đứa con đó của ta có đồ ăn ngon, nó là người đi đầu kia mà, là có chuyện gì nữa? Rất đơn giản, Dân Yên không muốn gặp ta, còn Lôi cặp đệ lại không muốn nhìn thấy Trần Tam Lục. Tam Lục, cậu tự mình nói đi. Dì Thiên Tiêu, xin lỗi, vì trước giờ ta luôn xem cặp đệ là con trai, hành động có chỗ mạo phạm, xin tha thứ cho sự vô tình của Tam Lục. Cuối cùng cặp đệ đã nói chuyện này ra rồi sao? Trong thời gian qua, ta xém chút là buồn bực chết rồi đó. Sau này mấy chuyện bảo mật này đừng tìm ta mà làm. Cậu còn nói mình là người có chọ, ngay cả một bản tính cũng không bằng. Cái này liên quan gì tới cái bàn tính kia chứ? Là thuốc. Cái bàn tính chỉ cần đụng nó là nhúc. Còn Trần Tam Lục này đụng thế nào cũng không nhúc, bất luận ai nhắc nhở thế nào cũng không thông suốt nổi. Dì Thiên Tiêu, ý của dì có phải vậy không? Cậu quả là người chu đáo đó, cứ như là con sâu nằm trong bụng dì Thiên Tiêu này vậy. Đáng tiếc cặp đệ nhà ta không thích cậu, nếu không ta chắc chắn sẽ chọn cậu làm con rể của ta đó. Đừng mà, tuyệt đối đừng. Thật ra thì ta và bạn tính còn kém xa nhau lắm. Nhiều lúc ta như một con lừa kéo mãi cũng không nhúc. Ta không xứng đâu với Lôi cặp đệ thông minh lanh lệ. Không xứng. Thiên Tiêu, bà đó cũng không được trách Tam Lục thiếu gia. Cặp đệ nhà bà trời sinh đã có tính cách nam nhi. Nếu như không phải hôm đó bà đau lòng quá độ, nói lỡ lời ngay cả ta cũng không nhận ra. Dì Thiên Tiêu, dì và La Thúc đã giao tâm rồi sao? Lão La, câm miệng ngay đi. Vậy hai người mau ăn cơm đi. Ta và Tam Lục cùng đi tìm hai người không muốn nhìn thấy bọn ta. Tam Lục đi thôi. Họ vẫn chưa nói mà. Đi thôi, mau lên. Mau lên. Lão La chết tiệt. Tại ông hết. Cả bàn ăn đầy ắp, mọi người đi cả rồi. Thiên Tiêu à, hôm nay ta xin kính bà một ly. Thông qua chuyện lần này, ta thấy được sự dũng cảm không sợ hãi của bà. Tuy rằng bà thường làm việc lỗ mãn không màng hậu quả, nhưng cũng không mất đi nghĩa khí hiệp nữ. Nào, trước khi đánh cho trước mật ngọt, ta không biết nên vui hay là nên buồn đây. Không hiểu, bực mình. Nào, ta kính bà. Cặp đệ, miệng dâm cao thế này có thể treo chai dầu lên luôn rồi. Không lẽ cô còn giận Tam Lục sao? Ngoài hắn ra thì còn ai chứ? Chúng ta đều có phiền não của riêng mình. Rõ ràng là hai cô gái, tại sao lại giả làm trai, còn bắt ta phân biệt? Tại sao vậy nhỉ? Cái này mới thú vị. Chỉ khi trải qua được vô vàn sự trải nghiệm,
mới có thể thấy được giá trị của chúng ta. Bỏ đi bỏ đi. Trên sách ghi con gái và tiểu nhân là khó dạy bảo. Tam Lục à, những gì trên sách ghi chỉ là lý thuyết mà thôi. Theo ta thấy, nhiều cô gái họ không phải là tiểu nhân. Nhưng mà cao huynh, trên sách nói thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trong tư hữu nhạn như ngọc. Cậu học nhiều sách như vậy có được chưa? Nhưng mà cao huynh, trong sách còn nói Khổng tự giết, Mạnh tự giết, Trạng tự giết, Tôn tự giết, Lão tự giết, ngày nào cũng giết đi giết lại. Họ có thể giúp gì được không? Họ có thể giúp cậu yêu đương không? Họ có thể giúp cậu sinh con không? Họ có thể giúp cậu sống qua ngày không? Cái này họ có thể dạy ta biết được đạo lý làm người, dạy ta tam cương ngũ thường. Nếu như những thánh nhân này dưới suối vàng biết được, họ nhất định sẽ hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận sách của họ để cho người đời sau như cậu không cưới được vợ. Ta không đồng ý cách nói của huynh. Mạnh tử giết đạo lý của thiên địa vạn vật, cậu còn phải học nhiều hơn nữa. Thiên địa Dân Yên, cha mẹ của cô tại sao lại đặt tên cho cô là Yên? Cô nhìn cái y ngựa đi, vừa cứng vừa xấu, nhưng cô lại vừa trắng vừa xinh, chẳng hợp tí nào cả. Có phải ngay từ nhỏ cô được sinh ra ở trong chuồng ngựa không vậy? Yên của ta không phải là Yên đó, mà là Yên trong chữ xinh đẹp, không phải Yên trong y ngựa đâu. Ta biết ta lại sai rồi, lại bị người khác cười. Tóm lại không học hành gì chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Xin lỗi, ta đâu có phải cố ý đâu. Cặp đệ, xem này, ta chính là Yên này đây. Sao ngay cả tên mình cô cũng gọi sai vậy? Chữ này ta biết, ta đã kêu nhiều năm. Đây là mẹ. Cô tên Dân mẹ, không phải là Dân Yên. Cô đã gọi lâu lắm rồi. Dân mẹ. Được, cặp đệ à, hiện giờ Tâm Lục đã biết cô là con gái rồi. Cô định thế nào đây? Ta làm sao chứ? Ta đâu có thể làm sao. Còn có thể làm gì? Cô dự định sẽ chủ động xuất kích hay là bị động phòng ngự? Cô đang đánh trận sao? Lô cặp đệ, ta nói cho cô nghe, yêu phải lớn tiếng mà nói ra. Vậy cô không yêu thì cũng phải nói cho mọi người biết. Đương nhiên rồi, ta và Cao Phúc Soái chẳng có chút tình cảm nào. Ta sẽ không ngoan ngoãn khuất phục đâu. Ta thật sự không nhận ra cô quả là người có cách nghĩ riêng. Cô cũng được đó, chỉ cần cô có được một trái tim dũng cảm. Nhưng mà dù sao thì ta cũng chỉ là một cô con gái. Cô gái thì sao chứ? Con gái thì cũng có thể tự mình dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Thật vậy sao? Đương nhiên, tự do. Đây gọi là tự do. Cô hiểu chứ? Tự do. Thời tiết tốt quá. La Thúc, xin chào. Cao thiếu gia, sáng hôm nay sao dậy sớm vậy? Tiểu Ngật Đáp đâu rồi? Tiểu Ngật Đáp là cái thằng vô lương tâm, ngủ như heo chết vậy. Vậy cùng ăn sáng nha. Không cần đâu, ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Cao công tử, mới sáng sớm là phải ra ngoài làm gì sao? Chú chim dậy sớm, có sâu ăn. Dân Yên cô nương rốt cuộc thích món đồ gì? Mình rốt cuộc nên mua thứ gì cho cổ đây? Như vậy cô ấy mới chịu tiếp nhận được. Xem trước tình hình rồi hãng tin. Cái này. Lão bà. Bà sao vậy? Bà không sao chứ? Không sao. Có lẽ bà bị thương rồi. Vậy nha, để ta đưa bà đi đại phu. Không được,
Nhà của ta còn một lão gia đợi ta về. Cẩn thận một chút. Chân của ta. Không sao không sao, để ta giúp bà nhé. Thời buổi này có được một chàng trai như cậu không còn nhiều. Cô nương nhà nào nếu như gả được cho cậu sẽ hạnh phúc lắm. Lão bà bà, trước giờ chưa ai từng nói mấy lời này với ta. Lão bà, chân của bà có lẽ đã bị thương, để ta đưa bà đi xem đại phu nhé. Không cần không cần, chỉ là bệnh già nhiều năm thôi. Chàng trai trẻ, không biết có thể nhờ cậu đưa ta về nhà không? Đương nhiên là được, bà hãy chỉ đường. Ở ngay phía trước. Đa tạ, cẩn thận. Lão bà, sắp tới nhà bà chưa? Sắp rồi, sắp tới rồi. Nhưng mà rừng núi sâu thẳm, tuổi bà đã lớn, chân lại bất tiện, ngày nào cũng phải ra ra vào vào, vất vả lắm. Ta không cảm thấy vất vả. Vậy con của bà đâu? Vốn dĩ có, sau đó mất rồi. Cái gì? Chàng trai trẻ tốt bụng, cậu đưa ta tới đây thôi. Tới đây. Nhưng mà gần đây chẳng giống chỗ có người sinh sống. Lão bà, chân của bà chẳng phải bị thương rồi sao? Đây mà là thương thật sao? Vậy bà không có gì thì tốt. Vậy bà cứ tự nhiên, ta xin cáo từ. Muốn chạy? Không dễ chút nào. Hôm nay chính là ngày chết của Cao Phúc Soái người. Cao Phúc Soái, tại sao bà biết ta là ai? Số cuộc bà là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng là ta muốn giết ngươi. Bà, chúc mừng ngươi đã trúng lãnh tử ngũ độc của ta. Lần này, cho dù cha ruột của ngươi là Thiên Dương lão tử cũng không thể cứu nổi ngươi. Thảo nào Sở Nguyệt lại kêu ta cẩn thận. Đông Phương Bất Hối, lần này ta cũng phải để ngươi nếm mùi mất đi người thân nhất. Hãy cứu ta. Cứu ta. Cứu ta với. Xin hãy cứu ta. Cứu ta. Cứu ta với. Thời gian ăn cơm đã tới, tại sao vẫn chưa thấy bóng của Cao huynh vậy? Thiếu gia nhà ta tâm trạng không tốt lắm, để ta ra ngoài đợi thiếu gia. Tâm trạng ai tốt? Chúng ta hình như có duyên với cái thôn này vậy, đi mãi cũng không qua được. Miệng quả, Cao Phúc Soái sẽ về ngay thôi. Thiếu gia, cậu sao vậy? Thiếu gia tỉnh lại đi. Người đâu? Có ai không? Thiếu gia, sao vậy? Thiếu gia, sao vậy? Tỉnh lại đi thiếu gia, có ai không? Thiếu gia. Đây là vũ khí của môn phái nào vậy? Sao lại độc ác như vậy? Độc châm này có lẽ là lãnh tử ngũ độc. Lãnh tử ngũ độc?
Là món gì vậy? Kim này được dùng độc của bò cạp, rắn, dợn, trích, cốc ngâm thành. Độc ác hơn chính là thêm vào phương thuốc độc môn lãnh môn, khiến cho độc của cây kim này nâng cao không ít. Nếu như đi vào huyết dịch, thật sự vô phương cứu chữa. Vậy lãnh môn là gì vậy? Thế gia võ công năm xưa nổi tiếng với việc độc ác vô tình. Vậy liên quan gì tới cao huynh chứ? Thiếu gia, ta lo lắng mục đích thật sự của họ là cậu. Cao Phú Soái này chỉ là con ma chết thay. Nó có quá gì vậy chứ? Cao Phú Soái còn đang sống sờ sờ kia kìa. Hiện giờ ta chỉ tạm thời phong tỏa huyết mạch của cậu ấy để độc tố không chảy vào nhanh như vậy. Nhưng mà đây chỉ là cách tạm thời, không phải là cách lâu dài. Không lẽ lại là ta hại cao huynh sao? Đồ mọt sách, bây giờ chưa phải lúc để huynh tự ái nái. Chúng ta là một chỉnh thể, quả đã đến, mọi người phải cùng nhau gánh vác. Đúng, nói hay lắm, mẹ thích nghe. Cứ mặc kệ lãnh môn hay khoai môn, cho dù là nam thiên môn, cho dù phải trèo cũng phải trèo qua. Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi. Dân yên cô nương, cứ Dân Nghiên, là cô sao? Đừng nói nhiều. Nói chuyện sẽ khiến cho độc tố vào cơ thể của người nhanh hơn. Ta không biết ta đã đắc tội với ai. Họ lại muốn giết ta. Ta kêu người đừng nói chuyện, người không nghe thấy sao? Dân Yên, Ta không biết. Ta lần này ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với Phúc Soái. Bây giờ phải làm sao đây? Cái hắn trúng không phải là độc bình thường. Không sao. Dân Yên, lần nào chúng ta cũng gặp dữ quá lành, ta tin rằng lần này cũng không ngoại lệ, có đúng không? Bây giờ chúng ta cứ yên ở đây cũng không phải là cách. Dân Yên, chúng ta mau nghĩ cách xem thế nào. Cho dù là ngựa chết cũng phải trị thành ngựa sống. Lão La, ông quả thật rất có phong thái của hiệp khách. Đúng đó. Có gì cần thiết cứ việc dẫn ta. Ta có thể đi mua thuốc mà. Vậy thì muội phụ trách làm mọi chuyện lặt vặt khác. Đúng. Mọi người chúng ta kết thành một sợi dây, khó thế nào đi nữa cũng sẽ không thành vấn đề. Làm việc đi nào. Tiểu Ma Hoa, mấy thảo dược này có thực sự ép được độc tố ra ngoài không? Đương nhiên rồi, tiểu thư nhà ta nói không sao thì chắc chắn là được. Bây giờ đây là cách duy nhất rồi, nhất định phải thử. Lão La nè, ông nói thật đi, Cao Phúc Soái đó, cơ hội nó tỉnh dậy có lớn hay không? Độc dược trong người của cậu ấy vẫn chưa vào huyết dịch. Đây cũng là hy vọng duy nhất, chúng ta phải tranh giành từng phút từng giây, mau lên. Cao huynh và dân cô nương mới gặp lại nhau, lại gặp bất hạnh này. La thúc nhất định phải nghĩ cách cứu cao huynh. Dân Yên cô nương đã dùng đủ mọi cách, đợi khi hồi phục được, ta sẽ dẫn chút chân khí cho cậu ấy, hy vọng sẽ giúp được. La Thành Thúc, Cao Phúc Soái tỉnh lại có khi nào có tác dụng phụ không? Ví dụ hối đầu, miệng lạp xưởng, thối chân gì đó. Nhà đầu thối này, đã lúc nào rồi còn có tâm trạng nói đùa? Cười lên nào mọi người, cười lên nào. Chúng ta phải tin rằng Cao Phúc Soái nhất định có thể tỉnh lại. Mọi người đều đang kêu gọi hắn mà, có đúng không? Đúng, hiền đệ. Không, Lôi cô nương nói đúng lắm. Cao huynh nhất định sẽ tỉnh lại, cố lên nào. Đúng đó. Là thúc à, ta đi xem thử nước đã sôi chưa. Thiếu gia,
số cuộc ai lại tàn nhẫn như vậy? Hại thiếu gia ra nông nỗi này. Thiếu gia, cậu phải khỏe lại đấy. Các nhân thiên tướng mà, yên tâm đi, ông trận nhất định sẽ phù hộ huynh ấy. Thiếu gia, mọi người phải chú ý, nhất định phải để Cao Phúc Soái nằm hoàn toàn trong nước. Biết rồi. La Thúc, Thúc quan sát vết thương của hắn xem, đã thành màu đỏ, vết kim có xu hướng lan rộng, phần da xung quanh lở loét. Mau lấy khăn ướt chút thuốc đắp lên trên vết thương của hắn. Nào nào, dựa cậu ấy lên một chút. Diện tích lở loét càng ngày càng lớn, vẫn còn lỡ, vết thương vẫn tiếp tục lỡ, phải làm sao đây? Là thuốc tam lục, mọi người hãy thêm thuốc vào. Chúng ta nhất định phải lấy độc trị độc, như vậy Cao Phúc Soái mới có thể sống sót. Cao Phúc Soái, hãy cố lên. Tiểu Ma Hoa, mau đến giúp vị thiên tiêu một tay. Lượng thuốc không thể ít được, lượng nước cũng không thể thiếu. Cao Phúc Soái phải hoàn toàn nằm trong nước thuốc, vài canh giờ mới có thể ép hết độc trên cơ thể ra ngoài. Được, tiểu thư hãy yên tâm. Ông ngoại, phương thuốc của ông nhất định phải linh nghiệm. Dương Yên, cô đang nói gì vậy? Ta nói Cao Phúc Soái đó bình thường đáng ghét như vậy, nhưng mà bây giờ ta lại thấy không.